Jesus House hiện nay rõ ràng là cánh cửa thần kỳ. Nó mở ra cơ hội cực kỳ lớn cho một thế hệ nhà làm phim mới làm phim bằng chính chiếc điện thoại của mình để đưa lên bước chân vào YouTube. Trước đây những cái chuyện đấy nó khó hơn rất nhiều. Làm được một cái video mà lên được 1.000 view cực kỳ khó. Bây giờ thì YouTube Shorts triệu view rất là đơn giản. Điển hình nhất, anh em mình có thể nhìn thấy là có rất là nhiều hot TikToker, người ta lấy video ở trên TikTok của mình đăng lên Shorts và đạt được những thành công cực kỳ vang dội. Tuy nhiên, mặc dù view và sub của Shorts lên rất là nhanh, nhưng mà khả năng kiếm tiền của những video Shorts này vẫn rất là hạn chế. Vì vậy mà video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ 4 bước để anh em mình có thể kiếm ngay được doanh thu từ số lượng view rất khủng của video ngắn này. Có rất là nhiều anh chị em Việt creators ỷ y cho rằng là cái hành vi xem của Shorts là cực kỳ giống với TikTok, tức là khán giả cứ gặt lên liên tục thì đâu cần phải làm nữa. Người ta cho rằng là YouTube đã clone TikTok như thế thì cứ thế mà làm thôi. Nhưng mà những bạn này không để ý rằng là khán giả có thể tìm thấy video Shorts của mình bằng hai cách. Cách thứ nhất là trên trình phát Shorts, tức là gặt lên giống như mình vừa nói lúc nãy. Đối với những cái view đến từ trình phát Shorts này thì hiện nay chưa có quảng cáo. Chưa có quảng cáo cho nên chưa có doanh thu. Khán giả cũng có thể xem thấy Shorts của mình bằng cách thứ hai là trên các trình phát ngang, những cái trình phát truyền thống mà 16:9 ấy. Khi khán giả tìm thấy video của bạn từ trên các trình phát ngang ấy thì YouTube có thể hiện quảng cáo cho các video này. Vậy cho nên là khi làm video xong thì chúng ta hãy chịu khó làm thumbnail, làm hình đại diện cho video của mình. Khi mình làm như thế ấy thì khả năng view đến từ các trình phát ngang nó sẽ nhiều hơn máy tính này, TV này, thậm chí từ trên điện thoại luôn. Thì những cái view đó được tính là view của đề xuất, view của duyệt qua các tính năng. Khi những cái view đó tăng mạnh, tăng nhanh thì khả năng video của mình được đẩy lên kệ Shorts nó cũng nhanh hơn, cũng nhiều hơn. Một mũi tên mình lại bắn được cả hai con chim luôn. Kể cả khi là khán giả đang xem video của mình trên các trình phát ngang thì YouTube cũng chỉ có thể hiện được quảng cáo nếu cái video đó dài hơn 21 giây. Thông tin mới đúng không? Chính bản thân mình cũng rất là ngạc nhiên khi nghe được cái thông tin nội gián này. Tất nhiên là mình chỉ cố kéo cho cái video mình dài quá 21 giây khi mà mình có thể đưa được vào những cái tình tiết, những cái chi tiết hấp dẫn để giữ chân người xem. Mình luôn luôn phải đảm bảo rằng cái việc giữ chân khán giả là việc quan trọng nhất. Chúng ta cũng có thể ghép một số video ngắn lại với nhau thành một video dài hơn và đăng lên kênh. Những cái video dài này tuy không được đưa lên kệ Shorts, mình sẽ thấy view của nó ít hơn nhiều so với những cái video Shorts của mình. Nhưng mà những cái video dài này sẽ mang lại rất là nhiều doanh thu cho chúng ta. Anh ơi, như vậy có bị bắt lỗi trùng lặp không anh? YouTube đang khuyến khích Shorts rất là mạnh để chống lại cái sự phát triển mạnh mẽ của TikTok. Cho nên là người ta khá là thoải mái đối với YouTube Shorts. Nhưng mà để đảm bảo chắc chắn thì chúng ta có thể thực hiện một số bước sau. Bước thứ nhất là các cái video mà mình ghép lại với nhau ấy nên có cùng một theme, cùng một chủ đề. Mình nói chẳng hạn như kênh của mình làm về ẩm thực, nấu ăn đi. Thì mình có thể ghép các cái video chay lại thành một cái video gồm các món chay. Đấy là được một video dài rồi. Hai là khi biên tập video thì mình không nên lấy y chang những cái video ngắn ghép lại với nhau thành một video dài, mà chúng ta nên có một chút chỉnh sửa, làm cho nó khác đi một chút, đúng không? Có thể là mình cắt bớt đầu, cắt bớt đuôi đi, hoặc có thể là mình làm cho nó tăng hay giảm tốc độ đi một chút. Như thế thì nó sẽ an toàn hơn. Cách thứ ba nữa là khi đặt tiêu đề và cả ở trong thumbnail của chúng ta nên né những cái từ khóa nhạy cảm sau, chẳng hạn như tổng hợp này, compilation này, highlight này. Đó là những cái từ khóa mà thường xuyên bị quét. Tốt nhất là chẳng hạn như khi mình ghép 10 video lại với nhau thì mình sẽ đặt tiêu đề cho gần giống với cái clip mà nhiều view nhất trong số 10 video đó. Cái việc đấy vừa né được cái thuật toán quét trùng lặp kia, mà đồng thời cái clip nhiều view nhất kia, cái đa đề xuất của nó đang mạnh, thì nó sẽ kéo về cho cái clip dài này của mình. Một mũi tên lại bắn được hai con chim luôn. Một số người cho rằng là đối với kênh Shorts, nếu mà mình cứ đăng video dài lên thì sẽ làm mất đề xuất và làm mất đà của kênh.
Thực ra thì một khi mà khán giả đã nhấn nút đăng ký kênh của bạn và một khi mà người ta đã mở app YouTube lên thì người ta đã sẵn sàng tâm lý để xem video dài, miễn sao là cái chủ đề đấy có phù hợp, có đúng thị hiếu của người ta hay không. Anh em mình có thể tưởng tượng là có rất nhiều bạn trẻ Gen Z chẳng hạn, có rất là nhiều khán giả thiếu nhi chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà mình mua cho người ta vé vào trong rạp chiếu phim để xem thì người ta vẫn có thể ngồi yên và xem được một bộ phim 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng đồng hồ. Vấn đề là ở tâm lý thôi. Cho nên là anh chị em mình cố gắng mạnh dạn thử nghiệm, nâng dần độ dài của video lên. Cái này khó, không phải đơn giản đâu. Mình quen làm video ngắn rồi, mình quen làm TikTok rồi. Làm video giữ chân được khán giả 10 phút không phải là việc đơn giản. Mình cần phải học hỏi, trau dồi, rèn luyện kỹ năng rất nhiều. Hãy tham gia vào cộng đồng Việt Creators để được học hỏi từ những cái nút vàng, những cái bậc tiền bối đi trước. Mình có thể nâng dần độ dài video của mình lên từ 1 phút, lên 1 phút rưỡi, lên 2 phút, rồi 3 phút. Đừng có đùng một cái làm video 30 phút luôn thì đương nhiên là khán giả phải sốc, phải bỏ đi thôi. Điều chúng ta cần chú ý là cái video dài đó phải giống chủ đề với những cái video short mà đã làm nên thành công của bạn. Và một vấn đề cũng phải lưu ý nữa là khi render video dài thì chúng ta phải render theo chiều ngang, đừng render theo chiều dọc, ngựa quen đường cũ nha. Làm vậy lại mất cả chì lẫn chài. Những cái video dài hơn này sẽ mang lại doanh thu tối đa cho kênh của mình. Ngoài ra thì nó còn mang lại một cái quý giá hơn nữa là sự tin tưởng, niềm tin của khán giả đối với nhà sáng tạo. Đây là cái giá trị cao nhất mà chúng ta giành được từ cái cộng đồng fan hâm mộ của mình. Chỉ có khi nào mà mình giành được niềm tin của khán giả ấy, thì mình mới có thể khai thác, mang lại những cái nguồn doanh thu khác. Những cái nguồn doanh thu này thường là nhiều hơn quảng cáo rất nhiều. Chẳng hạn như hội viên này, chẳng hạn như tiếp thị liên kết này, chẳng hạn như bán hàng này. Càng lúc mình càng có niềm tin ở khán giả thì mình càng bán được những mặt hàng có giá trị cao hơn. Ngoài ra, chúng ta thậm chí có thể xây dựng được những mối quan hệ cá nhân với những người cực kỳ thú vị trong số những super fan của mình. Đó là những mối quan hệ mà sẽ đồng hành với bạn, đi với bạn suốt đời. Hello, this is a crazy video.